thừa hưởng lợi thế vùng, cộng hưởng cùng lợi thế riêng có. Trân Thành được ví như thủ phủ công nghiệp của tỉnh Bình Phước. Với diện tích khu công nghiệp cực khủng lên đến hơn 5.000 hecta, Trân Thành luôn là thỏi nam châm hút sóng đầu tư trong và ngoài nước bởi lợi thế hạ tầng hoàn thiện và các khu công nghiệp lớn dần đi vào hoạt động đồng bộ. Nhìn ra tiềm năng tăng giá trong tương lai, các hộ lớn địa ốc và công nghiệp đã tìm về Trân Thành đầu tư và phát triển các dự án an cư, hướng đến nhóm kỹ sư, chuyên gia và người lao động tại các khu công nghiệp. Điều này đã tạo thêm sự sôi động và nóng bỏng cho thị trường bất động sản Trân Thành. Chuyển mình từ huyện đến thị xã, Trân Thành hấp dẫn giới đầu tư nhờ lợi thế đón sóng hạ tầng. Với nhiều dự án cao tốc, quốc lộ, đường sắt đang được triển khai, nâng cấp và xây dựng. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trân Thành Hoa Lư quy mô 6 đến 8 làn xe. Đây sẽ là tuyến giao thông huyết mạch, tăng khả năng thông thương giữa các vùng kinh tế trọng điểm, rút ngắn thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Trân Thành chỉ còn chừng hơn 30 phút. Tuyến cao tốc Gia Nghĩa Trân Thành nằm song song với quốc lộ 14, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế liên vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên. Bên cạnh các tuyến cao tốc trọng điểm, Trân Thành còn đang thừa hưởng lợi thế từ lực đẩy của hạ tầng như cao tốc Đức Hòa Trân Thành, tuyến quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 13, Trân Thành, Dầu Tiến, đường sắt xuyên Á. Với lợi thế sát cạnh hướng Quảng, Trân Thành hứa hẹn đón sóng hạ tầng sân bay và sẽ là địa phương có nền kinh tế xã hội và bất động sản phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.